Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Nghe rất sáo rỗng. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái intro đẹp, intro YouTube đẹp tuyệt vời ông mặt trời. Bro, ngon lành cành đào, vài bước ấy. Rất dễ, cực kỳ dễ luôn. Bây giờ đây, việc đầu tiên ấy là các bạn vào download cái folder mình đặt ở cái Google Drive ấy. Trong đấy nó có 5-7 cái mẫu intro ấy. Mẫu intro và mà 4 cái template mà mình dùng dùng phần mềm Filmora 9 tạo ra, thì các bạn cũng cần phải dùng Filmora 9 để có thể customize. Tiếng Anh customize, tiếng Việt không biết gì. Để các bạn có thể tùy chỉnh theo cái ý thích của mình, hoặc là các bạn có thể dùng cái phần mềm biên tập video mà bạn đang dùng để các bạn chèn chữ rồi là thêm mấy cái hiệu ứng các thứ linh tinh vào. Đấy, các cái intro, một số cái intro đằng sau ấy thì nó không có tách, thì các bạn có thể lấy xuống. Yên tâm là mình đã test hết rồi, virus vi đủ các kiểu hết rồi. Bởi vì nếu như các bạn mà lên mạng các bạn đào linh tinh không còn hoi thì gặp virus là các bạn rất là sợ. Nhưng mà mình thì đã đào về và đã thử rồi. Nếu mà có vấn đề gì mình sẽ chết trước. Và tất cả các cái intro này ấy, thì mình up lên YouTube và đã test cẩn thận mà nó không bị vấn đề bản quyền hay bản kiếp gì cả. Giờ đi vào quay. À quên, về để mình sẽ chỉ các bạn download trước. Sau tí tí sẽ mở. Download. Ok. Ok, đây đây nhá các bạn nhá. Cái folder này ấy là cái folder mà mình đã upload các cái này lên. Tất cả cái intro này thực ra thì mình đao trên mạng thôi, mình cũng đao đao trên mạng một số cái mẫu đẹp về mình gửi cho các bạn thôi, chứ còn mình cũng không tạo ra. Tại vì tạo ra cái này, một là dùng mấy cái phần mềm nó phải phức tạp hơn tí, hoặc nếu mà dùng Filmora thì cũng được, nhưng mà tạo được mấy cái đơn giản. Đây các bạn kích vào đây nhé, đây folder đây, các bạn kích chuột phải này, các bạn chọn download này. Đấy, xong. Ông đợi download, đây là cái file zip mà, đợi download một tí. Phần này chắc là sẽ download hơi lâu, mất khoảng mấy phút. Thì ngồi thôi, ngồi chơi đợi tí. Tí mình cắt này đi. Nếu mà bạn nào mà chưa đăng ký kênh của mình ấy, hãy subscribe kênh của mình để xem các cái hướng dẫn, mẹo thủ thuật, rồi là tất cả những cái chia sẻ của mình về phần mềm, rồi làm video, rồi là YouTube. Rồi, ok. Sau một hồi chờ đợi, mình tí mình cắt đi chắc là đến các bạn luôn, các bạn không phải chờ, nhưng mà mình chờ một lúc lâu 5-7 phút. Đây là cái folder nhé, đây là cái folder bạn download về này. Thì bạn kích chuột phải vào đấy, chọn show folder đây, show in folder đấy. Đấy thì cái này là file zip, bạn phải dùng một cái phần mềm nào đấy bạn mở zip nó ra. Nhân tiện nếu mà các bạn mà hay dùng phần mềm mà để ăn zip ấy thì thường các bạn sẽ dùng Winra, nhưng mà mình thì khuyên các bạn nên dùng cái thằng 7 zip này, 7 zip này. Nó là phần mềm mà nén file rồi là ăn zip miễn phí, rất là tốt, cực kỳ tốt. Đây mình dùng suốt rồi, không có vấn đề gì. Bây giờ mình sẽ ăn zip nó ra. Đây extract đây, extract to folder này nhá. Extract folder. Rồi thành cái folder này rồi. Bây giờ mở folder này ra cho mình show các bạn xem. Một này. Kích cái nữa này. Đấy. Ở đây có cái 1 2 3 4 này là cái video, intro mà mình tạo dự án mẫu ra, mình tạo tí mình sẽ show cho các bạn xem ở cuối video. Cuối video để các bạn xem nó có những cái mẫu này là những mẫu nào, mình thích cái nào thì nếu mà thích thì download, còn không thích thì thôi. Đấy, thế còn đây là các cái project. Project này ấy, thì nó chỉ mở được với Filmora thôi nhá các bạn nhé. Tại vì nó là xin lỗi các bạn, nó project của Filmora, nó là chỉ mở được bằng Filmora, và trong đấy nó đã có đầy đủ tất cả các cái file short rồi các thứ, bạn mở lên là bạn có thể nhìn thấy ngay, là nó các bạn có thể dùng được ngay nếu bạn nào đã dùng Filmora, không phải lo gì cả. Thế còn đây là cái source material, là cái mà mình đao từ trên mạng xuống, mình đao từ của các bạn ấy, các bạn up lên, các bạn chia sẻ miễn phí các thứ, mình đao xuống mình cũng để ở đây luôn để cho các bạn có thể dùng luôn, các bạn tùy chỉnh theo ý các bạn, và mình để lại tất cả những cái thông tin người ta để ở kênh các thứ ở đấy, là mình để hết ở đấy. Các bạn mở ra đây, mình mở ra cho các bạn xem.
Đấy, top 5 này, top 10 này. Trong đấy là có intro này và các cái nút subscribe của YouTube này, rất dễ làm, chỉ về về là xóa phông xanh đi là xong thôi. Các bạn không cần phải là vào AE hay là vào cái gì cả để làm cả, mà nó đẹp tuyệt vời, nó trông nó như là chuyên nghiệp luôn. Rồi bây giờ các bạn nhớ cho mình cái folder này ở trong mục download này nhá. Thế bây giờ việc của bạn, nếu như mà bạn dùng phần mềm khác thì các bạn có thể tắt video được rồi, không cần, tại vì các bạn không cần thiết phải dùng Filmora để tối ưu. Thì các bạn dùng phần mềm khác, các bạn lấy cái folder này, lấy các cái short này, các bạn về các bạn tự mà điều chỉnh theo ý các bạn thôi. Còn nếu như bạn là dùng Filmora thì xem tiếp, mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp. Bây giờ mình sẽ mở, các bạn mở Filmora ra, thì mình thì đang mở Filmora rồi, bởi vì mình dùng Filmora để quay màn hình cho cái quay màn hình này luôn. Đấy, thì đây mình sẽ mở ra và các bạn vào file này. Mình dùng tiếng Anh nhé, nếu mà bạn là tiếng Việt thì nó sẽ gọi là tệp tin hay cái gì đấy. Vào file này, vào open này, tức là vào chọn file để mở ấy, đơn giản thôi đúng không? Open, open project, để kích vào đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ chọn đến đường dẫn, chọn đường dẫn đến cái folder lúc nãy mà các bạn unzip ra, thì mình sẽ chọn nó vào là download đúng không? Download đấy, sau chọn cái folder này. Đấy, nó vào intro template này. Đấy, rồi đây có 1 2 4 4 cái WFP này chứ không phải WTF đâu nhá. WFP này thì mình sẽ mở ra cái template là số 2. Template số 2 nhá. Số 2 là cái cũng là mình tạo thôi, để mình sẽ mở ra một cái cho các bạn làm ví dụ. Còn lại ba cái còn lại các bạn mở y hệt như thế. Các bạn click vào open. Open. Đấy, thì ở đây ấy, thì là các bạn sẽ phải chọn cái chỗ để nó unzip cái folder đấy ra. Tức là cái project này là một cái dự án mình đã pack nó lại, và bây giờ các bạn phải unpack nó ra. Để các bạn ở đây mình để đây là ổ C này, Jackie Nguyễn Document Wonder Share Filmora 9 này. Và bây giờ mình sẽ browse ra, mình sẽ cho nó ra ngoài desktop đi. Và tí nữa mình sẽ xóa nó đi, vì mình làm tút xong mình sẽ xóa nó đi chứ không để đây nó lại. Đấy, các bạn select folder này. Đấy. Rồi các bạn click vào OK. Đây là nhớ là phải có đủ khoảng khoảng trống nhé, đủ đủ dung lượng trống để các bạn 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 unzip. OK. Đấy, bây giờ nó unpack này. Đấy, thấy chưa? Rồi, xong rồi, không có lỗi gì cả. Rồi mình trước tiên mình sẽ play cho các bạn xem thử cái template này. Đánh nghe đến cuối này ấy. Đến cuối này thì cuối này đánh nghe mình phải cho thêm cái nút subscribe button này vào nữa. Thế bây giờ mình sẽ cho vào, mình đấy, cho vào đấy, thế này đúng không? Thế này đấy. thì nó thành 11 giây. Thì bây giờ mình không hiểu sao lúc nãy mình có cho nó vào rồi, bây giờ nó lại không ra, không không đấy. Bây giờ mình dùng xóa phông xanh thì xóa cái phông của cái này đi. Bạn kích kích kép vào. Kích kép vào, bạn chọn lên cái video này, sau đó chọn tích vào đây, chroma key này. Đấy, rồi, ok, thế là xóa rồi. Ok, thế là bây giờ xong rồi. Click ok, xong, không phải chỉnh gì cả. Đó, đơn giản mà. Đấy. Nhưng mà cái này nó hơi xấu tí. Đợi tí các bạn ạ, kích kép vào tiếp để chỉnh nó tiếp. Chỉnh cái tolerance này một tí cho nó bị đen. Rồi, ok, đấy, đấy, thế này được rồi đấy. OK, đấy thế này OK. Thế còn ở cái tag này, ở cái tag ở trên này nhá, thì, cái title này, title tag này thì các bạn nó có cùng có một cái là like and subscribe này, đấy. Xong rồi ở đây nó có trong cái video này ấy, là mình đã thêm cái tên mình vào này, đấy, thấy chưa? Mình đã thêm một cái title là cái tên mình vào này, em mình kích. Kích kép vào cái này vào advanced edit các bạn nhé, kích vào advanced edit. Đây là tên mình này, tên kênh này, và like and subscribe này, thích thì like and subscribe, không thì xóa đi, và advanced này. Thì cái chữ này đây, các bạn kích vào cái chữ này thì bạn đổi theo tên của bạn này, tên của bạn ở chỗ này đấy, sau bạn chỉnh sửa căn chỉnh đây một tí. Thế còn like subscribe này các bạn cứ để nguyên đấy, thì các bạn kích vào OK. Đấy, OK xong ra. Đấy, còn mấy cái hiệu ứng này nháy nháy này các bạn nếu mà thích thì các bạn để, không thích thì các bạn xóa đi được. Sau đấy các bạn OK, các bạn ra export, thế là các bạn có một cái intro đẹp tuyệt vời. Thế thôi. Bây giờ mình sẽ show tất cả này cho các bạn xem.
Bắt đầu thôi, show. Drop it.